Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam, gọi tắt là ICHAM, được thành lập với mục tiêu tăng trao đổi thương mại với Italia, đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Italia và Việt Nam. Hội có vai trò thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ trao đổi thương mại giữa các doanh nghiệp Ý và doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp khác, hoạt động nhằm thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và hợp tác giữa các doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau. Phòng Thương mại Italia có vai trò làm cầu nối và kênh thông tin nhằm quảng bá hoạt động của các đối tác và của thành viên. Thông qua việc hỗ trợ các dự án đầu tư, ICHAM đã có một mạng lưới quan hệ rộng lớn với các tổ chức ở Italia và Liên minh châu Âu, các phòng thương mại, các tổ chức doanh nghiệp, các tập đoàn xuất khẩu, cũng như các tổ chức công hay tư nhân khác. Với quá trình hoạt động 15 năm tại Việt Nam, ICHAM đã thực sự mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp Italia vào Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Italia. Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam của chúng tôi, cái tiêu chí hoạt động là hỗ trợ doanh nghiệp của Italia và doanh nghiệp Việt Nam tốt nhất để làm sao có thể xúc tiến được thương mại và có thể làm đưa được cái giá trị thương mại của hai quốc gia được lên tầm cao hơn. Thì những cái hoạt động mà chúng tôi, các dịch vụ mà chúng tôi hoặc hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp cụ thể đó chính là hỗ trợ nghiên cứu về thị trường, hỗ trợ về tìm đối tác tiềm năng, cũng như là tư vấn các hoạt động tiếp cận thị trường như thế nào ở trong từng mảng ngành nghề một để doanh nghiệp có được một cái cách tiếp cận thị trường nó êm nhất, nó sâu nhất và giảm thiểu cái rủi ro trong cái việc là thất bại về thương mại tốt nhất. Đối với các doanh nghiệp châu Âu, khi ra nước ngoài hoạt động sẽ cần sự trợ giúp rất nhiều của các phòng thương mại để có thể tiếp cận với thị trường nước bản địa. Chính vì thế, Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam đã được thành lập là một điều rất quan trọng. Chúng tôi thành lập ngay hai văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp Italia và thị trường Việt Nam.